Chào mừng anh em đến với kênh Đam Mê Năng Lượng. Để trả lời cũng như giải đáp các thắc mắc của anh em nêu ra thì đến câu hỏi đầu tiên của một anh có viết như thế này, nhờ anh tư vấn giúp em. Em đang dùng ắc quy 12V 150Ah bình kính khí với hai tấm năng lượng mỗi tấm 200W và một điều khiển sạc solar 30A, nhưng sạc nhiều ngày nắng nhưng vẫn không đầy được pin, chỉ dùng cho 3 camera thôi, trong vòng một đêm là đã hết pin, nhờ anh tư vấn giúp em, cảm ơn anh nhiều ạ. Với 400W pin mà sạc không đầy cho cái pin 150Ah nếu đó là một ngày nắng ha. Còn nếu mà một ngày không nắng hoặc là có mây mù thì đối với 400W pin thì cũng có thể là sạc không đầy một cái pin 150Ah nha. Chứ còn một ngày nắng đẹp là đối với 400W pin là nó vẫn nạp dư cho một cái pin có dung lượng là 150Ah. Như anh nêu ra là anh sử dụng chỉ có 3 camera đó, thật 3 camera thì đối với cái điện năng tiêu thụ nó không có là bao nhiêu hết đó, so với cái pin 150Ah á, tính trên cái lý thuyết thì nó tích trữ được 1800W điện ha, đó là pin mới nha, nhưng mà nói là đó là trên lý thuyết thôi, chứ thật ra sạc xả tầm tầm khoảng 1kW điện cho những cái pin có dung lượng là 150Ah nha. Đó thì ở đây tôi xin nêu lên vài cái trường hợp để anh kiểm tra lại. Thật sự ra tôi cũng không biết và cũng không hiểu là cái hệ thống điện của anh với 400W pin và 150Ah để phục vụ 3 camera mà nó không đủ thì nó cũng khó hiểu ở chỗ này. Đó thì thật ra cái này cũng tùy theo, không biết là cái pin anh đã qua thời gian sử dụng lâu chưa hay là pin mới ha. Đó, nhiều khi anh nói là nạp nhiều ngày nắng nhưng mà không có đầy một cái pin 150Ah. Thực tế ra đối với cái bình mà 150 400W pin một ngày có nắng mưa xen kẽ thì nó cũng có thể là nạp no cho một cái bình có dung lượng là 150Ah đó, trên lý thuyết là luôn 1800W điện, nhưng mà không phải vậy nha, mình sạc xả tầm tầm khoảng 1000-1200W điện nên 400W pin á thì nó một ngày nắng mưa xen kẽ thì nó cũng tạo ra một cái lượng điện tầm tầm trên dưới 1000W thì nó cũng có thể là nạp no cho cái bình. Đó thì ở đây anh phải kiểm tra lại, không biết là các cái kết nối của anh ha, từ cái pin ắc quy đến cái con sạc nha, và từ cái con sạc đi đến cái dây của cái đường pin năng lượng mặt trời ha, anh phải kiểm tra lại các cái kết nối như dây MC4 cái ngay chỗ đó đó, anh phải kiểm tra lại, nó rất là đơn giản. Anh kiểm tra bằng vào thời điểm có nắng tốt ha, thì anh nên sờ vào ngay chỗ jack MC4, ngay cả cái đường dây nó có bị nóng chỗ nào không ha. Nếu mà nóng chỗ nào thì coi như cái dòng truyền điện ngang đó nó không tốt ha. Đó nên nó không có đạt cái hiệu suất. Với 400W pin á thì anh phải lưu ý ở chỗ này theo tôi á, anh đi dây 4 chấm ha, 4 chấm, 4 chấm là được rồi ha. Và cái độ dài của dây tầm 8 mét đổ lại là đẹp nha. Và từ dây cái bộ sạc á, xuống đến cái pin á, thì cái độ dài tầm chừng dài 3 tấc thôi, 5 tấc cũng được, 6 tấc cũng được, nói chung á, là 1 mét đổ lại, dây càng ngắn thì càng tốt, nhưng mà phải dây to hơn, to hơn dây từ cái sạc đến cái pin năng lượng mặt trời, dây 6 chấm đổ lên nha. Đó. Và cũng có thể á, là cái pin của anh á, nó đã yếu rồi, nó tích trữ điện không còn được bao nhiêu đó. Thì anh nói là nạp mấy ngày mà nó không có đầy cái pin thì anh phải kiểm tra lại xem trên cái app nạp trên cái bộ điện điều khiển sạc cái nó báo là bao nhiêu nha. Nếu mà cái pin á nó đã giảm đi dung lượng lưu trữ rồi á, đối với 400W pin á, nó gặp mà nắng thực lên cái thì cái app pin nó lên rất là cao. Đó, nó lên tầm tầm ở chừng 10-14V đến 10-15V nha. Đó, chứng tỏ hả, nếu mà cái pin của anh á, anh thấy mà cứ hực nắng lên là cái áp nó nhảy lên rất là cao. Khi mà hết nắng rồi chiều anh có sử dụng á, anh có sử dụng điện thì cái áp nó tụt rất là nhanh. Đó, anh có tải nhỏ dài 30W giờ thì cái áp nó sụt xuống rất là nhanh, thì chứng tỏ cái pin nó đã yếu rồi ha, cái dung lượng lưu trữ nó không còn có bao nhiêu nữa. Đó thì tôi không có rõ là cái hệ thống của anh như thế nào nên tôi xin nêu lên vài cái trường hợp để anh kiểm tra lại, là cái đường dây điện của anh kết nối từ bình ắc quy đến cái con sạc thì anh phải kiểm tra lại mấy chỗ tiếp điện như chỗ này ha. Mấy cục bình ắc quy thì anh tiếp điện hết, cái anh có bị oxy hóa chỗ này không, điện DC à, cái dòng rất là cao nên nó anh phải kiểm tra lại chỗ này nha. Đó, nếu mà anh thấy mà nó cũ hay nó tan đi thì anh có thể là cắt bỏ một khúc ha, anh cắt bỏ cái cũ đi, anh tút cái cổng điện ra đó, anh tút khúc làm mới lại, siết chặt lại nha, kiểm tra từ dây pin đến cái con sạc, từ cái con sạc đến pin năng lượng mặt trời phải kiểm tra lại để đảm bảo đủ cái đường truyền cái dòng điện từ cái pin năng lượng mặt trời đến cái con sạc và cái con sạc đến cái pin ắc quy đó ha.
Và cái bình ắc quy của anh thì như tôi mới vừa nói, không biết bình mới bình cũ, nếu là bình mọ trên một năm sử dụng rồi thì anh nên kiểm tra lại xem nha. Đối với ba cái camera thì nó tiêu thụ điện năng nó không có nhiều đâu, nhưng mà đối với cái bình 150Ah là nó dư sức để phục vụ cho ba camera là 24/24, không vấn đề gì nha. Rồi, chỉ vài thông tin để chia sẻ cùng anh tham khảo và anh kiểm tra lại xem cái nó bị lỗi chỗ nào thì anh cũng thể kiểm tra khắc phục lại ngay chỗ cái đó ha. Rồi, xin cảm ơn anh nhiều. Tiếp theo câu hỏi đến từ một anh có viết khá là dài nên anh viết như thế này: cảm ơn anh Thông đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm về hệ thống năng lượng tái tạo này. Anh làm ơn cho tôi và anh em đang sử dụng pin mặt trời được biết là nếu không may điện từ bình chạy qua điều khiển sạc lên pin vào buổi tối thì có ảnh hưởng gì đến tuổi thọ pin không, và cách khắc phục sự cố này nếu có. Mặc dù rất ít xảy ra, tôi đã đấu bằng diode của Nga sản xuất nhưng rất nóng và tôi phải tháo ra. Một lần nữa xin cảm ơn anh và chúc anh cùng gia đình có sức khỏe tốt. Và xin cảm ơn anh rất nhiều nha, chúc anh và gia đình sức khỏe ạ. Thật ra như thế này nè, cái câu hỏi của anh á, thì tôi chưa tìm hiểu tới về cái vấn đề mà lỡ như là bình điện từ bình ắc quy á, nó xong trực tiếp lên cái tấm pin thì có ảnh hưởng đến cái tuổi thọ tấm pin hay không, thì tôi chưa tìm hiểu đến nha. Đó, thì tôi được biết á, là điều khiển sạc nó, tất cả các điều khiển sạc thì pin đi xuống thôi, chứ nó không có thể nào mà đi qua điều khiển sạc lên pin được vào ban đêm ha. Đó, nếu mà lỡ như cái điều khiển sạc mình nó có hư đi ha. Nhưng mà nói đến điều khiển sạc thì đại đa số là nói những là cái bo mạch điện tử, nên những cái phần về điện tử tôi không rành cho lắm nha. Đó, nếu mà lỡ đi cái điện từ ắc quy nó lên pin thì ở trên tấm pin nó cũng có cái ổ cầu diode thì nó cũng chặn lại rồi ha. Đó, nên cái này theo tôi nghĩ là nó không có thể nào mà nó lên được cái tấm pin đi. Đó, còn nếu mà lỡ nó xông thẳng luôn lên thì sao, cái điều khiển sạc nó hư mà lỡ cái ổ cầu diode là nó không có chặn được một chiều từ cái điện, nó không có chặn điện từ cái tấm từ cái pin ắc quy lên đó mà cho thẳng lên luôn những cái cell pin đó, thì có ảnh hưởng tới cái tuổi thọ pin hay không, thì cái vấn đề này tôi chưa tìm hiểu đến anh ạ. Đó, đó, nếu có anh em nào đã từng trải qua và có cái kinh nghiệm và có cái chuyên sâu gì bên này cho tôi và anh và anh em cùng biết, chứ tôi thì chưa có tìm hiểu đến cái vấn đề mà này ha. Đó, tôi ha, lúc đầu tiên tôi cũng đây nè, tôi mua cái những cái con diode này của Nga sản xuất nè. Đó, cái con diode này nó chịu dòng 15A, nhưng mà lúc đó tôi đấu vô cái tấm pin 150W, lúc tôi mua đầu tiên cái tấm pin 150W solar của Vũ Phong thì được tặng cái điều khiển sạc kỹ thuật số như thế này, đi kèm luôn với cái tấm pin là 150W. Lúc đầu tôi mua đâu đó là giá khoảng 2,5 triệu với cái tấm pin 150W và cái điều khiển sạc kỹ thuật số như thế này được tặng kèm theo tấm pin. Đó, nhưng mà cái điều khiển sạc kỹ thuật số này nó có mấy cái dơ le bên trong á, sạc khi mà điện áp nó nằm 13V/5 thì cái dơ le bên trong nó đóng ngắt lặt tặt rất là khó chịu và pin nó vẫn lạnh tanh. Đó, mà trong khi đó tôi sử dụng pin trước khi sử dụng pin đi sạc cái pin nó nóng nó hực á. Đó, sạc như vậy nó mới no sử dụng, còn mình sạc năng lượng mà cảm thấy nó không, cái pin nó vẫn lạnh tanh, nó không có bao nhiêu hết ra là sạc nó đã ngắt lại cạch này, rất là khó chịu. Đó, thì tôi không có sử dụng điều khiển sạc mà tôi mua những cái con diode của Nga sản xuất như thế này về tôi mới đấu vào. Đó, nó cũng rất là nóng, mà không phải như tôi đấu một cái con diode này đâu. Lúc đó tôi mua những cái mô đun nè, mô đun điều khiển cái mô tua 75 hay gì đó. Cái mô tua DC đó, mô tua ấy xin lỗi, cái mô đun. Mô đun nó có chịu cái công suất là tầm 300W. Đó, với cái điện áp dao động nó cũng rất là lớn. Tại vì trước khi tôi mua tôi phải tìm hiểu làm sao cái điện áp nó phải cao hơn cái tấm pin. Đó, về để tôi điều khiển cái tấm pin ha. Đó, những cái thông tin, cái thông số của con này thì lâu quá tôi đã quên mất rồi ha. Đó, thì cái mô đun này nó có cái chiếc áp nữa. Đó, nó có cái chiếc áp giống như vậy nè. Đó, giống như vậy. Nhưng mà tôi đã tháo cái chiếc áp của mô đun này ra này, cái núm vặn của chiếc áp này, của cái mô đun này nó to. Đó, tại vì đây là cái chiếc áp của cái quạt, đầu quạt không chữa than á, đầu quạt DC á, nó bị hư. Thì tôi mới tháo, tôi lấy cái chiếc áp bên đây ra, tôi mới thay vào cái chiếc áp của đầu quạt đó ha. Đó,
Thì lúc đó nó qua mô đun này, mô đun có chiếc áp để chỉnh cái điện áp á, nó chỉnh cái điện áp của cái tấm pin, không có cho nó vượt lên ở trên mà 15V đó, mình chỉnh làm sao mà nằm cỡ chừng 10 15V trở lại. Nếu mà buổi sáng cái pin mình nó đói thì nó hút cái công suất tấm pin, làm cái áp tấm pin nó tụt xuống không nói gì rồi. Rồi từ trưa trở đi á, cái pin nó gần no rồi, cái áp nó từ từ nó nâng dần lên đó, nó nâng dần lên, nó nâng cái áp lên mà từ bị cái tấm pin mình điện áp 18 đến 22 23V lận mà đó. Thì mình tôi mới chặn cái này lại, tôi hạ cái áp xuống đó ha, chế cháo tùm lum hết, nhưng mà tôi thấy nó mệt, nó mệt lắm anh ạ. À, đó sau là tôi mua những cái sạc BBKM về gắn vô sử dụng luôn cho nó tiện ha, chứ giờ mà nói chung chế cháo ra thì tôi cũng sợ cái vấn đề là điện từ ắc quy nó xong lên pin khi mà mình không có sử dụng qua điều khiển sạc mà thôi. Thì tôi đấu cầu diode này nó cũng nóng rồi đó. Thì qua vài thông tin xin vài dòng chia sẻ thêm về cái người sử dụng điện. Ngay cái ngày đầu tiên tôi cũng hay chế cháo nha, tôi cũng hay lo lắng băn khoăn, nhưng mà đến bây giờ tôi vẫn chưa có tìm hiểu như là cái câu hỏi anh đặt ra, là lỡ như mà điện bình ắc quy nó xăng thẳng lên được hai cái, thứ nhất là qua được cái điều khiển sạc, thứ hai qua được cái ổ cầu diode của cái tấm pin nữa nó mới lên được cái cell pin đó, thì nó có ảnh hưởng đến cái tuổi thọ của pin hay không, thì cái vấn đề đó tôi chưa chưa biết được ha. Đó rồi, qua vài dòng chia sẻ cùng anh, xin cảm ơn anh nhé. Tiếp theo câu hỏi đến từ một anh, thì anh có viết như thế này: anh ơi cho em hỏi pin 50W xài 5 bóng đèn 12V với bóng 20W thì được mấy tiếng vậy anh? Rồi như thế này nè, cái pin 50Ah tính trên cái lý thuyết á, thì nó tích trữ được 600W điện khi mình sạc no ha. Đó là tính trên lý thuyết thôi nha, chứ nếu mà còn pin cũ hay là pin mình sạc không no thì không 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 có được lưu 600W điện đâu nha. Rồi còn với cái bóng điện tiêu thụ điện thì 5 bóng với cái mỗi bóng là 20W thì 5 bóng đó là 100W rồi. Bây giờ á 5 bóng này anh thắp mỗi tiếng đồng hồ tiêu thụ 100W, thì với cái pin này nó tích trữ được 600W điện, là tất nhiên là khoảng 6 tiếng thì nó hết điện trong cái pin đó ha, là tính trên lý thuyết thôi nha, chứ nó còn phụ thuộc vào cái hệ cái pin của anh là cái pin mới hay pin cũ và pin sạc có no rồi hay hay không no đó ha. Đó nên cái thời gian sử dụng mình nó phụ thuộc vào cái tích trữ điện bên trong cái pin, chẳng hạn như cái pin 50Ah nhưng mà mình sạc nhầm khi là nó chưa có no, là nó lưu được khoảng 40Ah hoặc lưu 30Ah thì ít đó ha. Ví dụ như cái pin có nó tích trữ được cái dung lượng cái pin là 50Ah ha, đó, mình sạc đầy ha, nó tích trữ tối đa được là 600W điện, mà mình sạc cái chừng mình sạc vào chỉ có 30Ah thôi, tích trữ khoảng 360W điện đó, kiểu vậy ha. Nếu mà tích trữ bên trong cái bình 50Ah mà tích trữ được có 30Ah thì mình sử dụng nó tầm tầm khoảng 3 tiếng rưỡi cho 5 cái bóng có công suất 20W đó, kiểu vậy nha anh. Rồi thì qua vài thông tin xin chia sẻ cùng anh tham khảo ha. Tính trên cái lý thuyết thì tính nhanh gọn lẹ như thế này: cái bình 50Ah tích trữ được 600W điện, sử dụng với cái công suất 100W giờ thì nó tầm 6 tiếng là nó hết cái lượng điện trong cái pin. Đó là trên cái lý thuyết là vậy anh. Tiếp theo câu hỏi: chào anh cho em hỏi, em đang có một tấm pin 200W 18V, giờ em muốn sạc cho hệ pin 24V được không ạ? Cảm ơn anh nhiều, chúc anh sức khỏe và xin cảm ơn anh rất nhiều nha. Chúc anh sức khỏe và thành công ạ. Muốn sạc cho hệ 24V thì cái điện áp tấm pin mình nó tầm tầm phải trên 30V nó mới sạc được 24V, còn cái điện áp tấm pin có 18V thì không thể nào nó sạc được cho 24V rồi. Nếu mà muốn sạc được thì mua thêm cái tấm pin 200W nữa với cái điện áp 18V thì về mình đấu nối tiếp hai cái tấm này lại mình mới sạc được cho cái hệ 24 ha. Còn hiện bây giờ với cái tấm pin 200W này, cái điện áp 18V là không thể sạc được cho hệ 24V nha. Đó. Ngoại trừ ra cái tấm pin mà 200W áp cao á, thì nó mới sạc được cái pin 24V thôi, còn cái điện áp tấm pin 18V nó chỉ sạc cho hệ 12V thôi nha. Đó, muốn sạc được hệ 24 thì mua thêm tấm nữa, mua thêm một tấm nữa có cái điện áp 18V nữa, về hai tấm mình đấu nối tiếp lên. Đó, mình sạc cho hệ 24V là ngon lành. Rồi, qua vài thông tin xin chia sẻ của anh tham khảo nha. Tiếp theo câu hỏi: mình câu 4 bình hệ 24 như thế nào anh? Xin anh chỉ. Rồi như thế này, tôi có vẽ cái hình minh họa để hướng dẫn anh đấu 4 cái pin lên 24V vừa song song mà vừa nối tiếp lên đó. Thì như thế này ha,
Tôi ví dụ đây là cái cọc bình âm và dương đó, thì đấu nối tiếp là từ cái cọc cộng qua cái cọc trừ, là coi như mình là mình đấu cái nối tiếp ha. Đó, và ở đây thì hai cái cọc này là mình đấu ra một cái hai cái đường dây đi ra, hai cái đường dây đi ra, mà hai cái đường dây mình đi cho đều ha. Dây á, cái độ đồng đều của dây á, lưu ý khi mà đấu nối bình á, dây á phải cùng kích cỡ nha. Và cái độ đồng đều của dây á, từ cái điểm này đến cái điểm này á, mình chụm lại ví dụ như hai nè, mình đi ra hai cái đường dây thành một đó, thành một ha. Tất nhiên là ở đây cái cọc bình này là cọc bình dương 24V, nó ra đây là 24V, và bên đây cái cọc bình này là cái cọc bình âm 24V, ra đây 24V, hai cái cọc cộng dây này nó ra đây thì cái độ dài đều nhau đó, hai cái dây đưa ra mình chụm lại thành một ha, hai thành một rồi đó, đều ha, dây bên đây đều, dây bên đây đều ha, và cái kích cỡ dây nó đều nhau, đừng có câu cùng lấy cọng lớn cọng nhỏ hoặc là cọng dài dán là không được nha. Dây lưu ý là phải câu bình là dây đều nhau nha. Ở cái điểm giữa ha, xưa nay á đấu mà nhiều bình á, thì nó không có cái vấn đề anh em, chỉ là nó không có cái cọng dây và đấu song song qua đây ha, đấu nối tiếp á, từ cái cọng dương qua cọng âm này thôi ha, đấu nối tiếp là qua 24V, đấu nối tiếp qua 24V đó. Nhưng ở đây mình bố trí thêm cọng giữa này, ở đầu này thì đây ra đây, đây ra đây thì mình song song ở chỗ này rồi, ngay cả bên đây cũng vậy ha, âm dương đều song song lại, hai thành chụm là thành một hết rồi, túm lại ngay chỗ cái đầu này thành một qua. Ở giữa thì đã đấu nối tiếp qua rồi, nhưng mà mình có bố trí thêm cái cọng dây từ cái cọc âm bình bên đây, nó qua cái cọc âm bình bên đây, cái cọng dây điện ha, từ bên đây qua bên đây ha, đó câu song song đó, ở giữa này song song, hai cái bình này song song lại với nhau được. Nếu mà không có cọng dây giữa này á thì mình kết nối mạch cân bằng á, tới hai cái mạch cân bằng là bên đây một cái, bên đây một cái. Còn nếu mà mình đấu đã song song á, hai cái bình này á, hai cái bình này song song với nhau, sử dụng một mạch cân bằng ha, đó nó rất là ổn áp cái cách câu à, vừa nối tiếp mà vừa song song đây. Bên đây á thì cái cọc dương qua cái cọc dương là song song ha, còn cái cọc dương qua cái cọc âm là nối tiếp ha, đó nối tiếp nè, nối tiếp đây, nối tiếp qua đây, đây nối tiếp qua đây rồi, thì mình bố trí thêm đấu thêm cái cọng dây song song nữa, từ cái cọc dương đây qua cọc dương đây, bên này vậy, từ cái cọc âm bên đây qua cọc âm bên đây đó. Dây á thì đấu á, nối á, đấu nối tiếp á, dây từ điểm này đến điểm này ví dụ cái độ dài nó là tắc hay tắc rưỡi á, thì nó phải đều nhau nha, đó nó phải đều nhau từ đây qua đây, cái cọng này cũng vậy, nó phải đều nhau, ngay cả cái cọng này á, đấu từ đây đến điểm này á, cái độ dài dây nó cũng phải đều nhau, nó bằng với cọng này ha. Đó rồi thì tôi xin vẽ lên cái hình minh họa để hướng dẫn anh đấu nối bốn cái bình liên hệ 24V vừa nối tiếp mà vừa song song, chắc có lẽ là anh nắm được phần nào chứ gì. Đó, ở đây là cái điểm âm 24V, đây là điểm dương 24V, mình sạc năng lượng vào thì cái cọng dây nào, cái trên điều khiển sạc xuống, cái cọng dây nào dương thì bắt vô chỗ này, cọng dây nào âm á thì bắt vô chỗ này. Đó, ngay cả mình lấy điện, ví dụ cái kích điện á, cái kích điện nó hàng dây, cọng dây nào dương thì cứ bắt vô cái điểm này, âm bắt điểm này, ngay cả xài những thiết bị đi xe như vậy, ví dụ bóng đèn đi xe hay quạt đi xe 24V, cái nào âm thì cứ kẹp vô chỗ này, lấy điện chỗ này, cái nào dương thì cứ lấy ngay đây, là vậy nha. Đó rồi thì qua vài dòng chia sẻ cùng anh nhé. Rồi tôi cũng xin tạm dừng video, xin chân thành cảm ơn anh em rất nhiều nha.